Trần gian 3.000 việc, dửng dưng một nụ cười. Cuộc sống vốn không đau khổ, điều khiến người ta đau khổ là bởi dục vọng quá nhiều. Thân thể vốn không mệt mỏi, điều khiến người ta mệt mỏi là bởi gánh nặng quá nhiều. Đời người dẫu không hoàn mỹ, thì hãy cứ cười ung dung. Dẫu có khổ hơn nữa, thì hãy dùng nụ cười của ngày hôm nay mà ngâm nó thành một đoạn ký ức ung dung. Dẫu có mệt mỏi hơn nữa, thì hãy dùng lãng quên để vượt qua muôn đạo hồng trần, khiến tâm ta không mảy may biến động. Quen biết một người phải dựa vào duyên phận, hiểu rõ một người phải dựa trên sự nhẫn nại, chinh phục một người phải dựa vào trí huệ, chung sống với một người phải dựa vào lòng bao dung. Cuộc đời vốn đã không hoàn mỹ, vậy nên hãy dùng một tâm thái bình thản để xem xét mọi sự vật xung quanh. Đời người sống được chính là một loại tâm tình, chỉ mong chúng ta ngày ngày vui vẻ. Chúng ta không phải là những con người hoàn mỹ, nhưng chúng ta đều ao ước được sự hoàn mỹ. Những lúc cô đơn, chúng ta khích lệ bản thân mình, nỗ lực không ngừng sẽ có được thành tựu. Những lúc chỉ có một mình, chúng ta hãy tự khuyên bảo bản thân, theo đuổi mới có thể có được thu hoạch. Có vậy, những lúc ngã lòng, chúng ta sẽ không từ bỏ. Những lúc đắc ý, chúng ta sẽ không kiêu ngạo, ngang tàng. Đời người trăm ngàn mối, đừng quên sống vì lý tưởng của chính mình. Một đời vốn chẳng dài lâu, có những việc đừng hỏi người khác vì sao, mà hãy tự hỏi bản thân dựa vào điều gì. Mọi chuyện đều tìm nguyên nhân từ bản thân mình, đừng vì thất bại mà trách móc người khác. Đừng làm quá nhiều những việc mà bản thân mình không muốn làm, đừng chỉ chú ý đến cảm nhận của người khác mà lại bỏ quên cảm giác của chính mình. Buông bỏ những gì đáng nên buông bỏ, nắm giữ những gì thuộc về bản thân. Bắt đầu ngay từ bây giờ, đừng mãi chỉ sống vì người khác, mà hãy nên sống vì lý tưởng của chính mình. Một tâm thái tốt là làm người nâng được lên, làm việc buông được xuống, xử sự với người có thể hòa hợp với nhau. Người sống ở đời có được có mất, có cho đi thì có nhận lại. Trong sinh mệnh luôn có luân hồi của nó. Trời xanh là công bằng, với mỗi người đều xem trọng như nhau. Đời người có được một tri kỷ là đã đủ lắm rồi. Hãy để tâm hồn của bạn có một ao hồ thuần tịnh. Những lúc mệt mỏi thì hãy chèo thuyền du ngoạn trên mặt hồ, cột sạch những tổn thương do bụi trần mang đến. Mỗi người chúng ta đều mong có được bạn bè. Người không có bạn bè thật đáng thương mà cũng đáng buồn. Có một người bạn thân cũng thật rất khó. Bạn bè thật sự không nằm ở con số mà nằm ở tình thâm. Như câu nói, đời người có được một tri kỷ đã thấy đủ lắm rồi. Cuộc sống cũng như việc bạn cầm ly nước nóng trong tay. Vậy nên cuộc sống này dù có nóng hơn, khó chịu hơn, cũng đừng nên buông tay. Bởi vì trong thời khắc bạn buông tay đó, điều bạn mất đi không chỉ là nước thôi, mà còn là cả chiếc ly đó nữa. Thời gian đổi rời, bạn sẽ sớm nhận ra được rằng duyên phận thường hay đổi thay. Im lặng bình thản cảm nhận ấm lạnh của tình người. Với người yêu thương bạn, dù bạn ở bên cạnh hay không, cũng đều sẽ nhớ nghĩ đến bạn. Còn những người chỉ xem bạn như người dưng, thì dù bạn có tốt hơn nữa, họ vẫn hờ hững lạnh lùng. Dù là phồn hoa hay tầm thường, đều là quang cảnh thuộc về bản thân. Nên hãy học cách biết đối diện. Mỗi người
đều là những cá thể độc lập, thật sự không có tình huống nếu phải chia tay một ai thì không thể sống tiếp được nữa. Đừng nên đánh giá quá cao sức nặng của bản thân trong tập thể. Bởi vì mỗi khi bạn lựa chọn rời đi, bạn sẽ phát hiện dù không có bạn, mặt trời vẫn mọc như thường. Học biết tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn, đơn giản là bởi họ cũng rất đáng thương. Đời người khổ đoạn thì hãy ung dung thản đãng đi đến cuối cuộc đời. Đời người mấy chục năm, cuộc sống chính là một loại tâm tình. Giàu nghèo cũng vậy, được mất cũng vậy, thành bại cũng vậy, đều như mây khói, gió thổi đến liền tàn mất ngay. Đời người là quá trình không ngừng thu hoạch và từ bỏ, cần phải làm được. Được không vui, mất không buồn, thành không kiêu, bại không nản. Trở nên chỉ chăm chăm ngưỡng vọng huy hoàng của người khác, càng không nên để tâm đến ánh hào quang của người khác, mà hãy giữ lại cái tôi chân thật, sống với diện mạo chân thật vốn có của mình. Hãy lắng nghe cảm nhận bên trong nội tâm mình. Chỉ cần có tấm lòng lương thiện, ngày tháng chính là một chuỗi những niềm vui, cuộc sống chính là một chuỗi chân thật. Vốn dĩ thế giới không phức tạp, điều phức tạp chính là nhân tâm. Là do nhân tâm phức tạp mà khiến thế giới này trở nên phức tạp vậy. Đời người không cần phải tự mình chuốc lấy phiền não, mà bạn hãy chân thành đối đãi với mỗi người bên cạnh mình, mỉm cười đối diện với cuộc sống hàng ngày, làm những việc bản thân mình cần làm. Dục vọng bớt đi một phần, tự do sẽ nhiều thêm một phần. Sống cuộc sống của bản thân, đi tốt con đường của chính mình, khiến bản thân trở nên đơn giản bình dị, thì còn lo gì sẽ không có được niềm vui đây. Trần gian 3.000 việc, dửng dưng một nụ cười. Với sinh mệnh cần phải thiết tha, với cuộc sống cần phải nhiệt tình, với đời người cần phải có mục tiêu theo đuổi. Những lúc đắc ý thì hãy xem nhẹ, những lúc ngã lòng thì hãy nghĩ thoáng. Trên đường đời của sinh mệnh, có gập ghềnh thì sẽ có rèn luyện, có chìm nổi thì sẽ có lĩnh hội, có ánh mặt trời thì có hy vọng, có mưa rơi thì sẽ có cảm xúc dạt dào. Trần gian 3.000 việc, dửng dưng một nụ cười. Đối mặt với các loại cảnh ngộ, chỉ cất lên một tiếng cười vang mà lướt qua, đây cũng là một loại ưu nhã của đời người. Cần phải biết rằng đằng sau vinh quang là rất nhiều đau khổ mà người ngoài cuộc không hay biết. Với người mà mình không thích, hãy dùng nụ cười mà đáp lại, âm thầm lặng lẽ chúc phúc cho họ. Với những người mà mình trân quý, hãy biểu lộ chân tình, chân thành đối đãi với nhau. Người đang làm, trời đang nhìn, trong cõi huyền diệu tự có nhân quả an bài. Mãi mãi ôm giữ trái tim thiện lương, những việc làm đúng hãy cứ tiếp tục. Luôn nhắc nhở bản thân mình rằng mọi lúc mọi nơi, khiêm tốn làm người, chăm chỉ làm việc. Mỗi một người đều đang theo đuổi nhân sinh vẹn toàn. Tuy vậy, thế gian không có vẹn toàn tuyệt đối. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng tròn rồi sẽ khuyết. Vậy nên có thiếu sót mới có vĩnh hằng, không vẹn toàn đó mới gọi là đời người. Kỳ thực, cảnh giới tốt nhất chính là hoa chưa nở rộ, trăng chưa tròn đầy. Biết cúi đầu sẽ không bao giờ đụng phải ngưỡng cửa, chịu nhường bước sẽ không bao giờ phải lùi bước. Cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn, vậy nên thoải mái, cởi mở một chút, đừng có làm khó bản thân mình. Cuộc sống vốn đã rất khó, vậy nên hồ đồ một chút, chớ nên phụ bạc chính mình. Cuộc sống nhiều khi cũng rất mệt mỏi, vậy nên hãy lạc quan một chút, đừng quá miễn cưỡng bản thân. Đời người nhiều khi khó được như ý nguyện, vậy nên tấm lòng rộng mở một chút,
đừng quá khắt khe với chính mình. Hãy tự nói với mình rằng sẽ biết trân quý bản thân hơn. Hãy đáp ứng bản thân, đừng mãi chỉ sống vì người khác. Hãy đồng ý với bản thân để cho tầm nhìn vươn cao, vươn xa một chút. Nhận lời chính mình sẽ không quá để tâm đến những người, những việc không cần thiết. Đời người là có hạn, vậy nên đừng lưu lại quá nhiều tiếc nuối cho ngày mai. Rất nhiều người, rất nhiều sự việc, rất nhiều tình cảm, không cần phải bận lòng. Hãy để chúng tan biến theo nụ cười, ấy là cách tốt nhất. Hãy sống sao để được là chính bản thân mình, không cần phải giả tạo, ngụy trang, không cần ton hót, nịnh nọt, không cần khôn khéo, trơn tru, nghiêm túc làm việc, thẳng thắn làm người. Thời gian là chân quý nhất, hãy nắm bắt tốt khoảng thời gian hiện tại, trân quý những gì mình đã có, để cho sinh mệnh